Cù Lao Phố nay thuộc xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nơi từng được mệnh danh là chốn đô hội xứ Biên Hòa xưa. Nơi đây là dải đất sa bồi được hai nhánh sông Đồng Nai ôm trọn, xưa được ví như nông trại đại phố, là thương cảng sầm uất, có vai trò đặc biệt trong tiến trình mở cõi phương Nam. Trải qua hơn 320 năm hình thành và phát triển, Cù Lao Phố còn lưu giữ rất nhiều những di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống và những nét văn hóa trong sinh hoạt, lối sống của cộng đồng dân cư. Cù Lao Sông Phố này, sao ta gọi tắt Cù Lao Phố, đó là cái nơi phát triển đầu tiên của Biên Hòa của chúng ta. Người dân khi mà sinh sống thì như vậy, chủ yếu nhất là họ trồng tỉa, nông nghiệp lúa nước. Nhưng mà được cái là sông Đồng Nai của chúng ta, do vậy trên bến dưới thuyền. Điều thứ hai nữa, đó là khi mà phát triển tốt được rồi thì những cái giá trị văn hóa nó đậm đặc dần dần lên. Thì ngoài cái dân tộc người Kinh, một số dân tộc thiểu số ở tại vùng đất Biên Hòa cách đây hơn 300 năm. Như vậy cái được đẹp nhất của chúng ta đó là làm cho cái vùng đất gọi là Cù Lao. Như vậy thì chúng ta thấy cái Cù Lao sông phố của chúng ta nó vừa đậm đặc cái nét bản sắc của nó, mà cộng thứ hai nữa là nó phát triển nhanh nhờ là hoạt động của người dân, đặc biệt nhất là về văn hóa. Với diện tích hơn 600 hectare, Cù Lao Phố với hình dạng chiếc chuông chùa treo nghiêng, giờ đây có nhiều đổi thay theo nhịp phát triển chung của thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, hai cây cầu sắt cổ là cầu Rạch Cát và cầu Ghềnh, lần lượt các cây cầu Bửu Hòa bắc qua sông Đồng Nai, cầu Hiệp Hòa bắc qua sông Cái và cầu An Hảo nối Cù Lao Phố Hiệp Hòa với trục giao thông ngã tư Vũng Tàu, đã rút ngắn khoảng cách với trung tâm thành phố Biên Hòa, với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hệ thống giao thông đường thủy nối kết trên sông Đồng Nai cũng là ưu thế đặc thù của dải đất này. Hiện nay khu đô thị trung tâm lịch sử Cù Lao Phố đang được tiếp tục phát triển theo hướng cải tạo chỉnh trang là chủ yếu, chú trọng kết hợp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan đặc trưng. Lấy sông Đồng Nai là trục cảnh quan trung tâm và Cù Lao Hiệp Hòa ở vị trí trung tâm. Trong đó, khu trung tâm văn hóa tại Cù Lao Hiệp Hòa gắn với vùng đất có ý nghĩa to lớn về văn hóa lịch sử, để lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa hơn 320 năm của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Việc phát triển nhằm tạo dựng một hình ảnh mới của Cù Lao Phố mang tính biểu tượng của thành phố văn hóa trong mục tiêu phát triển của đô thị Biên Hòa, kết nối các giá trị lịch sử và đương đại. Việc phát triển khu trung tâm gắn với đầu tư phát triển du lịch, bảo tồn làng nghề, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa đang là định hướng của thành phố trong việc bảo tồn không gian sống lâu đời của cư dân vùng Cù Lao này. Cái nét đẹp của Cù Lao sông phố ta nhiều lắm, trong đó có 3 di tích được xếp hạng: một, thất phủ cổ miếu nơi thờ Quan Công; hai nữa đó là đình Bình Kính nơi thờ Nguyễn Hữu Cảnh; ba nữa là chùa Đại Giác cổ tự. Các bạn cứ xem ở trong cái lịch sử thấy rằng cảm động lắm. Hơi một nơi không lớn lắm, cái Hiệp Hòa đây nè, nhưng mà lại có đậm đặc những giá trị như vậy, thì tại sao chúng ta không phát triển và đồng thời nơi thu hút và ta quảng bá được cái văn hóa của Việt Nam nói chung, của Biên Hòa chúng ta nói riêng. Phát triển Cù Lao Phố gắn truyền thống với hiện đại, phát triển nhưng vẫn lưu giữ được nét văn hóa mang đậm dấu ấn của người Việt phương Nam. Đó chính là sự phát triển bền bỉ, có chiều sâu và sức mạnh thẩm thấu. Bức tranh Cù Lao Phố tương lai mở ra sáng hơn, tươi hơn nhưng lại gần gũi hơn, giá trị hơn.